Rồi, với cô gái chào lại toàn thể quý anh em đam mê nha. Ngày hôm nay quay cái clip con chim này gửi cho khách coi luôn nha anh em. Thì khách đã chốt con chim này rồi nha. Mình quay cho anh em xem tham khảo rồi mình chuẩn bị mình bắt mình gửi cho khách nha anh em. Thì cái con chim này là con chim tơ, nó tầm hình như đâu đó 7 tháng anh em. 7 tháng chim thì tình trạng đã nổi mạnh rồi nha anh em. Ở đây thì nó chơi mạnh rồi, nhưng mà có cái điều lúc gài nó thay lông quá nha anh em. Chim tơ chim mồi lúc gài nó thay lông nhiều lắm. Thì được anh trai nữa ngoài Bà Rịa Vũng Tàu tin tưởng ủng hộ con chim này về tập nha anh em. Thì nói chung lại cũng cảm ơn quý anh em trong thời gian qua đã tin tưởng trại mình nha. Thì bây giờ mình quay cho anh em xem rồi mình chuẩn bị mình bắt gửi nha anh em. Thì bên mình nữa là cung cấp giò bẫy với chim non với chim tập sự Malaysia nha anh em. Anh em cần cái loại chim mấy tháng thì anh em cứ alo cho mình nha, mình gửi clip cụ thể và báo giá cụ thể cho anh em nha. Cái chim tơ bên mình đó là nó dao động nói chung lại đủ giá hết nha anh em. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu mồi lỡ rồi cũng có nha anh em. Mình không có định giá cụ thể được nha. Anh em nào cần thì kết bạn Zalo với số điện thoại của mình sẽ gửi cho anh em mình xem tham khảo nha. Đây, nó đây nha anh em. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình bắt mình gửi đi về bến xe Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì cái con chim này là dòng chim thúc gù bài lối thì đầy đủ nha anh em. Cái dòng này nói chung lại nó nước gù nó ok ổn định lắm anh em. Thì mình cũng có bán cho anh em nhiều rồi đó. Mình bán chim non, chim tơ, chim tập sự đồ cho anh em cũng nhiều rồi đó. Thì cũng mấy anh em trải nghiệm qua chim của mình thì anh em cũng biết rồi đó. Thì chứ không phải là mình mới bán một hai con thôi nha anh em. Mình bán rất nhiều rồi, mình bán chim cô gái Malaysia này nay cũng mấy năm rồi nha. Nói chung lại anh em chơi thì ok ổn định lắm nha anh em. Nên là những dòng giống đó thì mình vẫn cản tiếp và lâu lâu mình cũng có tiễn về thêm nha anh em. Đây chuẩn bị giao về bến xe Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói chung là anh em nào mà đáng tin tưởng của trại mình á, thì cứ kết bạn với mình gửi clip cụ thể cho anh em rồi mình sẽ báo giá nha. Chứ giờ mình nói chung chung thì đâu có biết đường đâu mà báo giá cho anh em được. Với lại nhiều anh em mà bình luận hỏi giá này kia rồi đó, nhiều khi mình không có trả lời được thì anh em thông cảm nha, tại vì mình không có xem được anh em. Rồi bây giờ mình đã bỏ vô hộp rồi nha anh em. Con chim nó tơ nó mới vừa thay lông xong, nói chung lại là lúc nó chưa thay lông mà nó chơi mạnh lắm, nhưng mà nó thay lông rồi thì nó yếu lại nha anh em. Nó yếu lại nó còn 60-70% thôi. Thì mấy con chim này về anh em phải nuôi cứng lông lại là đi tập được nha. Con chim này nó đã nổi mạnh rồi, tướng tá hình hài thì không có tật lỗi gì hết. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ nó vô hộp rồi mình quay cho anh em mình xem vui rồi mình chuẩn bị đi gửi nha. Thì ngoài con chim này ra thì trại mình còn những con chim khác rất nhiều nha anh em. Chim tơ của mình rất là nhiều, nhưng mà dạo này nó hơi thay lông nha anh em, nó chưa được căng lắm nên mình chưa có lên clip nha. Tầm khoảng một tháng nữa nha, cứng lông rồi mình sẽ lên clip nhiều hơn cho anh em nha. Anh em nào mà có cần chim tơ với chim tập sự thì alo cho mình gửi clip rồi mình sẽ báo giá cụ thể cho anh em nha. Thì anh em nào mà đáng tin tưởng thì alo cho mình, còn anh em mà không tin tưởng thì xem vui vẫn được nha anh em. Con chim này hình hài tướng tá nó rất là lực. Con chim này nói chung là nhìn cái hình của nó là anh em thấy anh em kết liền nha. Nếu như anh em xem nó ngoài anh em thấy là anh em ưng bụng liền nha. Chim mà cườm quy chân đồ cỡ này nói chung là ok ổn định anh em, không có xấu đâu. Thì bên mình là cung cấp giò bẫy với chim non, anh em nào có cần chim non thì alo cho mình nha. Bữa giờ mình cũng ra được chim non nhiều rồi nha anh em, cũng được 3-4 cặp biết ăn rồi, cũng chuẩn bị quay clip cho anh em mình tham khảo á. Nhưng mà vì công việc của mình nhiều quá nên chưa có quay được anh em. Rồi cái video này là tới đây là mình hết nha anh em. Rồi mình chuẩn bị mình đi rẫy. Rồi tiếp theo đây là mấy con chim này là khách chưa chốt nha anh em. Chim tơ nha,
anh em nào có cần cái con chim nào thì alo cho mình nói rằng là mấy con chim này khách chưa chốt nha anh em, là chưa có chủ á. Thì chim này á, là mình dao động bên mình á, là giá 4 triệu một con nha anh em, chim tơ tầm 7 tháng cứng nha. Thì ở đây nó chơi mạnh rồi, thì về anh em nói chung là anh em quen quen nhà anh em á, thì nó chơi lại rồi mình đi tập thôi nha anh em. Cái dòng chim Malaysia này á, mình nói cho anh em chưa có chơi qua đó, anh em hiểu cái vấn đề tập á, là nó rất là dễ tập nha anh em, chứ không phải là nó khó tập như con chim Việt nha. Con chim Việt thì nói chung lại tập một con chim thì nó gian nan cực khổ, với chim Malai này nói chung lại cỡ này về anh em có nhiều con nó chơi trong hộp luôn, không có sợ vấn đề gì hết nha. Cái con bên trái này nó có cái giọng thổ đồng rất là hay nha, còn con bên phải này nó không thổ pha pha nha. Thì anh em nào mà có cần chim tập sự á, chim tơ thì alo cho mình, bên mình nó là cung cấp đầy đủ nha anh em. Hai con chim này là mình thêm video vô vô cho anh em mình xem tham khảo nha.